Thank you Hồng Anh for your beautiful performance. Xin cảm ơn bạn Hồng Anh với những giai điệu sâu lắng vừa rồi. Summer, which is a season full of excitement and every one of us always has waiting for, has finally arrived. However, as grade 12 students like us, today is a little bit different. This is a summer that we will forever leave the school. Teachers and friends that we have committed for so many years to start a new journey ahead. Mùa hè, mùa của những háo hức mà chắc chắn trong mỗi người chúng ta đều có từng thời nôn nao và chờ đợi đã đến. Nhưng đối với chúng con, những học sinh lớp 12 thì hôm nay lại khác. Đây là mùa hè mà chúng con sẽ rời xa mái trường này, rời xa thầy cô, bạn bè để gắn bó nhiều năm qua để bắt đầu trên một hành trình mới. Dear our beloved parents, teachers and 12B5, 12B6 students, we want to thank all the parents for this precious gift of life and their monumental effort in nurturing us so that we can fly to vast new horizons. We also want to thank all of the teachers for their dedication in every lesson and all of our friends for the lovely moments that we shared together. Because of you, we have fond memories that we can all look back and cherish. Những năm tháng dưới mái trường VAS là một hành trình mà chúng con mãi không bao giờ quên. Để đến được ngày hôm nay, chúng con nhận biết bao công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, sự tận tình dạy bảo của thầy cô và những kỷ niệm thân thương cùng bạn bè đã làm nên những khoảnh khắc thật tuyệt vời trong cuộc đời của mỗi chúng con. To express our gratitude to our parents and teachers and to mark an important milestone in our journey growing up, VAS Bạch Hạnh Hai Campus formally hosts the coming of age ceremony for 12B5 and 12B6 students of school year 2022 and 2023. Để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành của mỗi chúng con, hôm nay trường quốc tế Việt Úc cơ sở 3 tháng 2 long trọng tổ chức buổi lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12B5, 12B6 năm học 2022-2023. Đó chính là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Về tham dự buổi lễ ngày hôm nay, chúng con xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Thanh Hà, giám đốc cụm 3 tháng 2 và Hoàng Văn Thụ. Miss Phạm Thị Thanh Hà, School Director of PTH and HVT Campus. Thầy Trần Phan Nhật Minh, quản lý vận hành cơ sở 3 tháng 2. Miss Trần Phan Nhật Minh, Operation Manager of PTH Campus. Cô Vũ Thị Ánh Tuyết, quản lý vận hành cơ sở 3 tháng 2. Miss Vũ Thị Ánh Tuyết, Operation Manager of PTH Campus. Thầy Alex Cable, trưởng chương trình Cambridge. Mr. Alex Cable, Head of Cambridge Secondary. And last but not least, the presence of our dear parents, teachers and all of our 12B5, 12B6 students. Đặc biệt là sự hiện diện của quý vị phụ huynh, quý thầy cô giáo và tất cả các bạn học sinh lớp 12B5, 12B6 thân mến. Ladies and gentlemen, it is our honor to welcome the school representative to today's ceremony. On the behalf of the school, Mr. Alex Cable would have some words of encouragement and advice for the grade 12 students. Và để chúc mừng các bạn học sinh đó hoàn thành chặng đường đầu tiên của mình, sau đây thầy Alex Cable, trưởng chương trình Cambridge, sẽ thay mặt nhà trường có đôi lời nhắn gửi. Xin trân trọng kính mời thầy. Okay, first and foremost, thank you and welcome to Ms. Ha, parents, colleagues, and most importantly, the people we are here to celebrate, 12B5 and 12B6, for having us all here today. Now, I want to be very clear here that I am speaking to my students as your teacher in the beginning. And to begin, I want to tell some stories of how we met and have gotten to know each other, and I'm sure I speak for many of my colleagues as well. Now, I must say, I am honored and quite surprised, to be honest, to be asked to speak today, as I could spill the tea, as some of you are fond of saying. For instance, and of course without naming names, I can still remember back when you were in grade 7, and I covered a class for Miss Christine, and a student shouted a curse at me the second I walked in the room. I think you still owe me 500 words for that. Or perhaps how I did not in fact know one of you was a student in my class until April of last year. But this list could go on and on, so I'm going to stop there. You're welcome.
Now, I want to go back to when you entered grade 11, and while I knew some of you through other activities in school, and apparently I scared some of you, I never actually taught you until grade 11. Now, based on my first few interactions with you, I was thrilled. I thought I was going to have a class of switched on, engaged students, but instead I ended up with this. I was talking to the screen, hello, hello, and met with silence. So I remember sitting at home thinking, what in the world was I going to do with this group? I remember thinking, was it me? Of course not. I remember thinking, was it you? Were you scared of the loud bearded man shouting in your laptop? But in each class, as I taught you all, slowly but surely you came to life. Sorry, I lost my spot. Now, for me, not knowing you as students in classes prior to this, I must say it was truly a unique experience. Some of you became extraordinarily chatty, of course, completely off topic. Some of you began messaging me on Teams about assignments, on topic, of course. And some of you began even leaving riddles in your writing assignments for me. These blank screens were coming to life, and you all were forming an impression on me of what kind of students you were, which was a very positive one. Now, when I say you were all a unique class for me, it's because I generally knew all of my students in my other online classes prior to lockdown. You all actually, and not to sound too cliche, as you all know I detest, you all started as blank slates for me. Now, I'm fairly certain I can speak for everyone in here today that you have all made our lives vastly more interesting since we've known you. And I mean that in the most positive way possible. One of you asked me the other day, do you like us more as students or people? Now, I took some time to answer that because I didn't want to spoil my speech. But the answer is easy. I and everyone in here not only likes but admires you for the interesting, unique individuals you are. Especially since the return to school, you have all left your mark on this school, on me and your other teachers in some way. Seeing your personalities break through on presentations or writings about things like Genshin Impact, the history of World War II, the analysis of your name, or your extracurriculars where you actively worked on improving your environment, or even just chatting between classes on things like basketball and everyday topics, continually gave me a much fuller and brighter picture of you. Spending the trip in Dalat with you all was one of the high points of this past year, especially watching my A-level genius students trying to start a barbecue and failing miserably for quite some time. But the point is, seeing the transition from online to in-person and getting to know all of you has truly been a highlight of my career. Now, in closing, and as the head of secondary, so don't worry, no more personal stories, and hopefully not too cliched, you all who started as an infuriatingly quiet bunch have gone on to leave an extraordinarily positive impression and changed all of us, and are a group that we are going to really miss seeing around here. You went from these blank team screens to this. Another one of you asked me recently if I had any advice for you. Simple. Do not overthink it and just go for it. For all of the brilliance I see sitting before me, you all at times can be unsure and lack confidence. With some of you, I've seen this while preparing for universities, unsure if you will get in anywhere, only to be accepted everywhere. Others, I've seen this when deciding on whether or not to enter a competition or for an IELTS speaking practice, only to see you dominate the test and get first place in the speaking competition. Others, unsure if they are worthy of a scholarship, only to go out there and earn it. Will you be successful every time? Of course not. But that's okay. It's okay to be anxious, but only look at your past success here and know you can accomplish amazing things. Take chances, make decisions that everyone might not necessarily like, but you know are right for you.
Again, be confident in yourself and your capabilities, and you will find success. You have constantly impressed all of us with your brilliance, creativity, and all the other intangibles that made you who you are today. I cannot wait to see or hear what you do with your lives. It is going to be truly amazing. If you ever need support, you only need to glance around this room to see that everyone in here will always support you. The last thing I will say is that you are not going to be just good or fine. You are going to be excellent, outstanding individuals and people, and not just students. I know you will make a positive impact and change wherever it is you go for the better, and leave everyone you meet proud to have met you. From the bottom of my heart, I wish you the best of luck and thank you for leaving the impact on this school, on me, and on your teachers. And this time for once, just not for me, not goodbye forever. Thank you very much. We would like to say thank you for Mr. Alex's sincere speech. We wish you all the best of health and joy. Chúng con xin cảm ơn những chia sẻ chân tình của thầy Alex. Kính chúc thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe và luôn vững tin và thành công trên sự nghiệp trồng người của mình. Now we would like to invite our beloved school director of BTH and HBT campus, Ms. Phạm Thị Thanh Hà, on stage to have some words of guidance for our students. Tiếp sau đây, chúng con cũng muốn mời lên một người cô mà chúng con hết sức quý mến trong suốt một năm học qua. Con xin kính mời cô Phạm Thị Thanh Hà, giám đốc cụm cơ sở 3 tháng 2 Hoàng Văn Thụ sẽ có đôi lời dặn dò đến chúng con. Con xin mời cô. Thầy Alex thì cũng đã dặn dò tụi con rất là nhiều rồi, nhưng mà đây cũng là cái thời khắc cuối cùng mà có được cái sự đông đủ hiện diện của tất cả tụi con ở đây, cho nên cũng xin phép cho cô Hà lại có đôi lời tiếp nữa, và cũng mong là tụi con sẽ hoan hỉ đón nhận vì hôm nay hơi bị nhiều người phát biểu ha. Thưa quý phụ huynh cũng như là tất cả các thầy cô, quý đồng nghiệp, các cô chú nhân viên ở đây, thì lời đầu tiên cho phép cô Hà thay mặt ban giám hiệu nhà trường gửi lời cảm ơn và lời tri ân sâu sắc tới tất cả quý phụ huynh đã đồng hành cùng với nhà trường, gắn bó cùng với nhà trường trong suốt những tháng năm dài, mà có những phụ huynh là từ thời các con học mầm non đến bây giờ, rất là trân quý ạ. Với các em học sinh thì đây đang là những khoảng khắc cuối cùng mà có sự hiện diện đông đủ của tất cả các con ở đây. Chắc chắn thầy cô và các cô chú nhân viên ở đây sẽ rất là nhớ các con. Như các con vừa nghe thầy Alex đã chia sẻ, thầy nhớ từng khoảng khắc mà thầy gặp tụi con, kể cả từ những năm lớp 7. Đó cũng là những cái khoảng khắc, một trong nhiều, nhiều khoảng khắc mà tụi con có mặt, tụi con hiện diện, tụi con đã từng gắn bó dưới mái trường này. Và tất nhiên là các thầy cô, các cô chú ở đây sẽ nhớ từng gương mặt, từng tính cách của mỗi đứa. Tạm biệt là một cái điều không thể tránh khỏi. Và ngày hôm nay thì cái thời khắc mà phải nói lời tạm biệt cuối cùng thì cũng đã đến. Tạm biệt là để đánh dấu mỗi cái từng mốc trong cuộc đời. Ngày mai tụi con sẽ bước đi trên con đường được gọi là trưởng thành, được gọi là người lớn. Ở trên chặng đường đó chắc chắn sẽ có rất là nhiều khó khăn, thử thách. Nếu như mà tụi con thì cũng giống như con cô Hà hay là các bậc phụ huynh ở đây, thì chắc chắn là tụi con cũng sẽ từng nghe những câu là thời ngày xưa bố mẹ hay là thầy cô khó khăn nhiều chứ đâu được sung sướng như tụi con bây giờ. Nhưng mà thật sự khách quan, công bằng mà nói thì cô Hà thấy là thế hệ tuổi trẻ của tụi con bây giờ khó khăn hơn ba mẹ và thầy cô ngày xưa rất nhiều. Ngày xưa thì có thể ba mẹ hay là thầy cô là khó khăn về vật chất hay là về lạc hậu, không có điện thoại, không có smartphone như là thời nay. Nhưng mà thời nay cái khó khăn nhất của tụi con đó là sự cám dỗ, đó là sự bùng nổ của thông tin cả ảo có, thật có, và đòi hỏi tụi con những cái trí tuệ để nhìn nhận, để đánh giá mọi vấn đề, để không bị cám dỗ, không bị buông xuôi theo tất cả. Và điều đó đòi hỏi tụi con một sự luôn luôn vun đắp cái trí tuệ của mình. Nhờ cái trí tuệ thì tụi con mới nhìn nhận mọi sự việc cho đúng. Trước mỗi lời con định nói, trước mỗi việc con định làm, tụi con sẽ luôn dùng trí tuệ của mình để suy nghĩ,
xem có quyết định nói như vậy hay không, có làm như vậy hay không, chứ không làm vì người ta bảo thế, không làm vì đám đông ngoài kia đang nói thế, không làm vì những điều này đang được phỏng đoán hay nhận định như vậy, mà hãy dùng trí tuệ của mình để suy nghĩ xem những việc đó mình định làm đó có thật sự thiện, có thật sự đúng, có thật sự đem lại hạnh phúc, niềm vui cho chính bản thân mình và cho cộng đồng xung quanh hay không. Đòi hỏi tụi con phải có trí tuệ, và trí tuệ này thì cần được vun đắp trong suốt cả cuộc đời. Trí tuệ của tụi con đã được tụi con vun đắp trong suốt những tháng năm dài theo học ở trường, và sẽ còn phải tiếp tục cho đến khi kể cả là tuổi của ba mẹ hay thầy cô như bây giờ. Việc học đó không chỉ tới ở các trường đại học mà tụi con sẽ theo học tới đây, mà nó còn tới ở trường đời, tới ở những người xung quanh, tới từ những cuốn sách hay mà tụi con đọc, tới từ những người bạn, những người đồng nghiệp mà tụi con sẽ gặp, những người mà có lối sống tích cực, tụi con hãy dám theo và học hỏi từ họ. Và điều tiếp theo cô muốn nhắn nhủ tới tụi con, đó là hãy thực hành và rèn luyện cho mình một lối sống tích cực, luôn nhìn nhận mọi việc bằng tình yêu thương và lòng biết ơn. Khi tụi con thực hành và luôn sống được với tình yêu thương và lòng biết ơn, cô khẳng định cuộc đời của tụi con sẽ không bao giờ khổ. Lòng biết ơn có một cái giá trị rất là nhiệm màu, nó là chìa khóa đặc biệt giúp cho tụi con nhìn nhận được mọi việc theo hướng tích cực, đúng đắn trong cái cuộc sống hiện đại mà mọi nhịp trôi đi rất nhanh, rất hối hả. Hãy thực hành để mỗi ngày trái tim mình luôn tràn ngập những điều thiện lành, những điều tri ân, những điều tử tế, luôn nhìn nhận mọi sự việc xảy ra dưới góc nhìn của một tình yêu thương và lòng biết ơn. Biết ơn từ những điều nhỏ bé cho đến biết ơn từ những điều bất như ý chắc chắn sẽ xảy ra trong cuộc đời. Vì sẽ có những việc xảy đến nằm ngoài sự lựa chọn, nằm ngoài sự kiểm soát của tụi con. Nhưng các con hãy biết ơn là ít nhất tụi con cũng vẫn có được sự lựa chọn. Lựa chọn để nhìn nhận sự việc đó, để học hỏi từ sự việc đó, để vẫn tiếp tục theo đuổi những ước mơ dành cho mình. Có như vậy thì cuộc đời các con sẽ luôn hạnh phúc, luôn thu hút được những điều tốt đẹp đến với mình. Khi mình lại biết ơn những điều tốt đẹp đến, thì những điều tốt đẹp hơn nữa sẽ lại đến với tụi con. Nó đúng như cái quy luật, cái luật hấp dẫn của vũ trụ này. Vậy nên mỗi ngày khi tụi con thức dậy, hãy khởi đầu ngày mới bằng một nụ cười, bằng một sự biết ơn. Biết ơn vì ba mẹ mình vẫn còn khỏe mạnh, biết ơn mình vẫn còn đang sống khỏe mạnh, biết ơn vì mình vẫn còn đang được đi học, biết ơn vì những điều tốt đẹp vẫn đang xảy ra, vẫn đang đến trong cuộc đời của tụi con, và sẽ nhìn thấy cuộc đời xung quanh của tụi con sẽ đẹp biết bao. Và cô chúc cho tất cả các con sẽ có một tương lai tươi sáng, một cuộc đời thật là hạnh phúc. Và các con hãy nhớ rằng cánh cổng trường Việt Úc ở đây, tất cả thầy cô ở đây luôn mở rộng vòng tay đón các con trở về thăm mỗi khi các con có thể. Vì thầy cô cũng muốn được nghe các con chia sẻ những niềm vui, cùng thêm ý kiến với tụi con nếu như tụi con có gặp những khó khăn nào đó trong cuộc đời, hay đơn giản là để thầy cô có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình đến với các con và học hỏi lại từ chính cuộc đời của các con. Thưa các phụ huynh, ngày hôm nay thì phụ huynh cũng được chứng kiến cái sự trưởng thành của các con mình. Đâu đó thì các con vẫn là, vì là con của mình, thì cho đến 20 tuổi, 25 tuổi có thể vẫn thấy là các con mình vẫn rất là nhỏ bé, vẫn thấy là đâu đó vẫn còn cần cái sự chở che. Nhưng mà cô Hà tin là bắt đầu từ ngày hôm nay, ba mẹ sẽ dần dần đặt niềm tin vào những đứa con của mình, tự hào về các con, và các con cũng sẽ có cơ hội, đặc biệt là ngày hôm nay, để bày tỏ lòng biết ơn đối với ba mẹ của mình, là những người mà trên gương mặt ngày hôm nay đã có những dấu vết của năm tháng để cho các con có sự trưởng thành của ngày hôm nay. Và cũng là các con có cơ hội để bày tỏ lời biết ơn đến các thầy cô, với các chính các bạn bè của mình, là những người đã góp một phần, đã hiện diện và đóng một vai trò nào đó trong quãng đời thanh xuân của tụi con ở dưới mái trường này.
Cuối cùng thì cô Hà kính chúc các phụ huynh thật nhiều sức khỏe, chúc các thầy cô giáo nhiều sức khỏe, các cô chú nhân viên luôn cùng đồng hành, các thầy cô luôn dành nhiều tâm huyết cho tất cả các thế hệ học trò, và chúc cho các quý vị cùng các con sẽ có một buổi lễ trưởng thành thật là nhiều những khoảnh khắc xúc động và đầy ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. From the bottom of our hearts, we would like to express our gratitude to Ms. Ha's guidance. Your words are the motivation for us to confidently step forward to our journey ahead. Từ tận đáy lòng mình, chúng con xin được cảm ơn những lời dặn dò của cô. Dù sau này sẽ không được ngồi dưới mái trường thân thương này nữa, nhưng những lời dạy bảo của cô sẽ luôn là động lực cho chúng con để vững tin cho bước đường phía trước. Dear parents, today we are extremely happy to have you here to join us in setting an important milestone in our lives, the day we grow up. Kính thưa ba mẹ, ngày hôm nay chúng con vô cùng hạnh phúc khi có ba mẹ ở đây để cùng chúng con viết nên một cột mốc quan trọng trong cuộc đời, ngày chúng con trưởng thành. In the sense of gratitude, we would like to invite Vân Hảo to represent us in sending our most sincere tributes to our parents. Chắc hẳn giờ đây, ai trong chúng ta cũng có rất nhiều điều muốn chia sẻ và gửi gắm. Và trong tâm tình tri ân đó, xin mời bạn Vân Hảo sẽ đại diện cho chúng con gửi những lời tri ân chân thành nhất đến với ba mẹ. Kính gửi ba mẹ ơi, mới ngày nào chúng con vẫn còn là những cô cậu nhóc tinh nghịch, ngây ngô, mà giờ đây chúng con đã là học sinh lớp 12 chuẩn bị tốt nghiệp và sắp bước ra xã hội. Thời gian cứ thế trôi không đợi chờ một ai. Thấm thoát chúng con cũng đã 18 tuổi rồi và nếp nhăn trên mặt của ba mẹ cũng ngày càng nhiều hơn. Nhưng chúng con biết rằng chính những nếp nhăn ấy lại là bằng chứng rõ ràng nhất của thời gian, cho thấy sự vất vả, mệt nhọc và lo toan của ba mẹ để nuôi chúng con khôn lớn từng ngày. Nghe đến đây, chắc hẳn ba mẹ cũng sẽ rất ngạc nhiên phải không? Những cô bé, cậu bé ngày nào còn nhõng nhẽo đời ba mẹ mua đồ chơi, vậy mà giờ đây chúng con đã sắp trưởng thành để bước vào đời, sắp phải rời xa vòng tay của ba mẹ để đối mặt với những thử thách khó khăn đang chờ chúng con ở phía trước. Có thể trên chặng đường trưởng thành ấy, chúng con sẽ vấp ngã, nhưng chúng con biết rằng ba mẹ sẽ luôn ở bên và tiếp thêm động lực để chúng con trở nên mạnh mẽ và vững bước hơn từng ngày. Vì vậy, ba mẹ cũng đừng lo lắng quá nhé. Để trở thành chúng con như ngày hôm nay thì không thể thiếu công lao sinh thành và dạy bảo chúng con nên người của ba mẹ. Chính ba mẹ đã cho chúng con vô vàn sự yêu thương và bài học quý giá để chúng con có thể trở thành những người tử tế, đam mê và nhiệt huyết. Chúng con biết rằng có đôi lúc chúng con rất bướng bỉnh và không nghe lời, thậm chí còn to tiếng với ba mẹ chỉ vì bảo vệ cái tôi của mình. Hay những lần chúng con dựng dỗi, cọc cằn với ba mẹ khi sự việc không được như ý của tụi con, nghĩ đến lại thấy chúng con thật trẻ con làm sao. Ấy vậy, ba mẹ vẫn luôn tha thứ cho những sự dại dột bồng bột ấy mà không so đo với tụi con. Chúng con cảm thấy rất biết ơn vì những điều đó, và càng lớn chúng con lại càng thấm thía câu: chẳng có ai thương con hơn ba mẹ. Những gì ba mẹ làm cho chúng con là quá cao cả và vĩ đại, dù chúng con có kể ra cũng không hết. Ba mẹ là người đã mang chúng con đến với thế giới này và cho chúng con được sống trong sự vô lo, vô nghĩ. Khi tụi con còn nhỏ, ba mẹ luôn là người ở bên và chăm lo chúng con từng chút, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Có thể nói, chúng con là những đứa trẻ hạnh phúc nhất khi luôn được sống trong sự vô lo, vô nghĩ và luôn nhận được sự ân cần, săn sóc từ cả ba và mẹ. Đến khi chúng con trưởng thành, có lẽ mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái sẽ không được gần gũi như thuở trước nữa. Vì chúng con hiện đây giờ đã có những suy nghĩ riêng của bản thân, nên đôi khi sẽ làm phật lòng ý của ba mẹ. Tuy vậy, những lời mà ba mẹ nói, chúng con vẫn luôn lắng nghe và tiếp thu để sửa đổi bản thân. Cuối cùng, chúng con muốn gửi đến những lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng của mình đến ba mẹ. Cảm ơn ba mẹ luôn đứng sau, dõi theo và ủng hộ chúng con trên mỗi chặng đường học tập. Cảm ơn ba mẹ vẫn luôn lắng nghe và chia sẻ mỗi khi chúng con buồn hay có tâm sự. Cảm ơn ba mẹ đã và đang cho chúng con những điều tốt nhất. Chúng con chúc ba mẹ thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và mong ba mẹ vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với chúng con trong những chặng đường tiếp theo trong tương lai. Con xin cảm ơn.
In this moment, we still have a lot to say. We invite you, parents, teachers, and friends, to look up on the stage to enjoy a special clip that we prepared for you. Trong giây phút này, chúng con vẫn còn rất nhiều điều muốn nói. Xin kính mời quý ba mẹ, thầy cô và các bạn cùng hướng mắt lên sân khấu để xem một video clip đặc biệt mà chúng con muốn gửi tặng đến ba mẹ. Thưa các cô chú, thưa tôi là Bảo. Hôm nay là cô chú lên đường Đa Đảo. Đó chính là điều con muốn nói được với ba mẹ. Thì các cô chú này cùng xem hết video để xem các con muốn gửi tới gì nhé. Thật lòng con cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì đã luôn ở phía sau hỗ trợ, không để những thử thách gian truân đó dẫn tắt đi ngọn lửa ước mơ trong con. Và mai này chắc chắn còn có những gian truân còn khó nhằn hơn cả, và mong ba mẹ sẽ luôn tiếp tục chỉ bảo và giúp đỡ con trên chặng đường dài phía trước. Con thay mặt mọi người cảm ơn tất cả những bậc phụ huynh. Con cảm thấy rất là biết ơn ba mẹ vì đã lúc nào cũng luôn bên cạnh con, động viên và hỗ trợ con rất nhiều trong công việc học tập, cũng như là tìm kiếm cho con những cái trường đại học mà phù hợp với con. Con cảm ơn ba mẹ rất là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Con cảm ơn ba mẹ vì suốt 18 năm qua, ba mẹ đã cho con ăn học và cho con môi trường học tập tốt nhất. Có đôi lúc con biết là con đã làm ba mẹ buồn và thất vọng vì những lúc giận hờn hay là những lời phàn nàn vô lý của con. Nhưng mà con rất biết ơn vì ba mẹ đã luôn ở đó và động viên con, cho con động lực để cố gắng hơn từng ngày. Và con cuối cùng con muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất từ tận đáy lòng của con đến ba mẹ, vì ba mẹ đã luôn ở đó và cho con vô vàn sự yêu thương cũng như là động lực. Cảm ơn ba mẹ nhiều lắm. Con biết rằng suốt thời gian qua con và ba mẹ có thể đã có những đôi lúc cãi vã vì bất đồng quan điểm với nhau trong khác thời đại, nhưng con biết những điều ba mẹ nói với con là bởi ba mẹ luôn muốn cho con những điều tốt nhất và mong con sẽ đạt được thành công. Bởi vậy con cảm ơn ba mẹ vì tất cả những điều mà ba mẹ đã làm cho con. Trên đời này ba mẹ là người yêu thương con nhất. Không có ba mẹ thì không có con. Đó có những lần con đã cãi vã tất cả với cha mẹ. Đó là những lần con còn một thiếu suy nghĩ, mong cha mẹ hãy tha thứ cho con. Trong suốt 18 năm qua, chính cha mẹ là người đã nuôi lớn con, nuôi con khôn lớn, cho con những điều kiện tốt nhất để con có thể ăn học. Và có con của hiện tại, con xin cảm ơn cha mẹ những gì cha mẹ đã làm cho con. Con rất cảm ơn và cảm thấy rất biết ơn ba mẹ vì đã sinh con ra và nuôi cũng con nên người, cho con được sống và phát triển ở một môi trường rất là tốt. Để mình học và ba mẹ đã dạy cho con từ khi còn nhỏ đến bây giờ thì con đều nhớ rất là kỹ. Mặc dù đôi khi con khá là bướng bỉnh và không chịu nghe lời ba mẹ, nhưng mà với sự nhẹ nhàng, ân cần và cũng có sự nghiêm túc để giúp con hiểu ra và sửa lại cho tốt hơn. Cho nên con mong rằng ba mẹ sẽ luôn vui vẻ, luôn khỏe mạnh, luôn được bình yên và sống cùng với con để chứng kiến cho sự trưởng thành của con tốt nhất ạ. Con xin cảm ơn. Kính gửi quốc mẫu, con viết thư này lúc mẹ đang ngồi đối diện với con, lúc mà mẹ đang đọc tài liệu của Ben. Con trai của mẹ đã cố hết sức viết thư này với kiến thức ít ỏi về tiếng Việt. Từ ngày bùng phát dịch Covid, mẹ đã bảo vệ con, cung cấp cho con những thứ con cần. Con viết thư này để cảm ơn mẹ của con. Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã dạy cho con những điều hay, cho con những gì tốt nhất, cho con và em con. Mẹ đã không để con thiệt thòi. Con nhớ hồi xưa còn nhỏ, con bị bệnh nặng. Mẹ đã ở chung với con, chăm sóc con. Lúc con bị Covid, mẹ đã tự nấu những món ngon trong căn nhà nhỏ. Lúc đó mẹ phải chăm sóc nguyên gia đình bằng đôi tay và lý trí của mẹ. Dù con đã làm nhiều việc sai, mẹ vẫn yêu thương con. Mẹ đã đứng sau con, cổ vũ cho con từng bước đi. Và sau này con qua xin ở, con vẫn sẽ cố gắng để kiếm tiền cho mẹ và dẫn mẹ đi chơi nhiều nơi. Con sẽ luôn cố gắng vì con là con trai của mẹ, sẽ luôn nhớ tới mẹ. Và mẹ đừng lo lắng gì hết, hãy tin ở con. Con dừng bút tại đây, con chúc mẹ hạnh phúc mãi mãi. Mãi yêu thương con nhé. Con trai lì của mẹ, Daniel. Phương Khanh kính gửi ba mẹ. Riêng cho ba mẹ, con hy vọng qua điều này ba mẹ sẽ hiểu về đứa con gái này nhiều hơn nha. Trước tiên con muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ đã sinh ra con, cho con những điều đứng sau ủng hộ cho mọi quyết định của con trên mọi bước đường. Con thật hạnh diện và tự hào khi được làm một phần của gia đình mình. Cuối cùng con muốn nói rằng
Con yêu ba mẹ rất nhiều và sẽ mãi mãi như vậy. Phương Thanh gửi đến ba mẹ. Con là Nguyễn Ben nè. Cảm ơn ba mẹ vì những bài học quý giá làm hành trang cho cuộc đời của con. Cảm ơn vì những đêm không ngủ, vì có thể già đi. Cảm ơn vì chúng ta vẫn đứng vững trước bao khó khăn. Cảm ơn vì sau bao đêm không ngủ, vẫn nhớ đến nhau và nhớ những điều tốt đẹp. Cảm ơn vì lòng vị tha. Cảm ơn vì chúng ta đã đến bên nhau. Thank you.
thật cha lắm. Cha không cho con những thứ như bao bản thân, bao nhiêu có hy sinh nhiều, chưa mong quà dù chỉ một lần. Thế những thứ cha tặng là cả thanh xuân. Đúng không? Mắt ghen tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả cuộc đời với cha chỉ sống hy sinh cho mọi niềm vui của các con thôi. Thứ hối cuộc đời lại còn có bao nhiêu lần, mười năm nữa. Cha già rồi đúng không? Vẫn kia tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Con xin lỗi cha, con thật vô tâm. Cả một đời với cha chỉ giống với những ước mơ ngày thơ. Từ phép đôi khi cuộc đời có bao nhiêu lần, ba mẹ ơi, con là Ngô Gia Bảo đây. Con không phải là người hay bày tỏ tình cảm, nhưng mà bây giờ con sẽ cảm ơn ba mẹ vì đã nuôi nấng dạy dỗ con từ nhỏ đến giờ và cho con những điều kiện tiếp cận với môi trường giáo dục tốt nhất. Con xin cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Chào ba mẹ, con là Thiên Kim. Trước hết con muốn cảm ơn mẹ vì đã luôn đồng hành, giúp đỡ, yêu thương và dạy dỗ con trong suốt thời gian qua. Con biết gia đình mình vẫn còn rất nhiều những khó khăn cần phải đối mặt, nhưng con cảm thấy rất hạnh phúc vì cả nhà mình vẫn cố gắng cùng nhau. Hơn hết, mẹ là người con kính nể nhất vì mẹ vẫn ngày đêm cố gắng để cho con được ăn học một cách tử tế và trở thành một con người mà con đáng để tự hào như bây giờ. Mặc dù mới ra trường và cũng chưa có gì cả, nhưng con hứa con sẽ học thật tốt, thật ngoan, luôn vâng lời mẹ. Con yêu mẹ rất nhiều, Thiên Kim. Gửi bố mẹ, đây là lá thư thứ hai con gửi bố mẹ. Sau này con có đi học xa, con sẽ nhớ rất nhớ bố mẹ. Mặc dù nói vậy, nhưng đừng gọi con hơn 8 lần mỗi ngày nhé. Con biết bố mẹ sẽ lo lắng hơn khi con ở một nơi xa lạ, khi con chưa biết tự lập là gì và cũng hơi khờ như bố mẹ hay nói. Nói chung là con rất yêu bố mẹ, và bố mẹ cũng đừng cãi nhau nhiều quá, lỡ thằng em con nó khóc đó. Cảm ơn bố đã dựng đầu con dậy mỗi sáng để con không bị trễ học. Cảm ơn mẹ vì đã nấu đồ ăn ngon cho con mỗi ngày. Cuối cùng con muốn cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi con lớn đến tận bây giờ. Hồng Anh. Phương Nghi gửi bố mẹ. Cảm ơn ba mẹ đã luôn bao dung con những lúc con phản nghịch, ủng hộ con những khi con hoài nghi bản thân mình. Con hy vọng mai này con có thể trở thành niềm tự hào của cha mẹ, khiến cha mẹ phải luôn nở nụ cười mỗi khi nhớ đến. Phương Nghi. Chào ba mẹ, con là Tuệ Nhi. Công cha nghĩ mẹ hai từ thật ấm áp, thật bao dung và thật gần gũi đối với con. Con rất hạnh phúc và không gì sung sướng bằng được làm con của ba mẹ. Con cảm ơn ba mẹ vì đã không ngại gian nan đồng hành cùng con. Ngoài giờ làm việc, ba mẹ còn dành thời gian để theo sát dạy bảo con từng ngày, để con từng bước trưởng thành và vững vàng hơn. Nhưng lễ trưởng thành hôm nay, con xin gửi tấm lòng tri ân sâu sắc đến ba mẹ. Đây là bước ngoặt trưởng thành đầu tiên của con, và con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng không vì đó mà con chùn bước. Con sẽ noi theo gương của ba mẹ và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Con cảm ơn ba mẹ nhiều. Tuệ Nhi. Chào ba mẹ, con là Tùng Chi đây. Nhà mình quá thân thiết với nhau rồi, cho nên là không có điều gì thầm kín hết. Nhưng mà con vẫn muốn cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì ba mẹ luôn đồng hành và là người bạn thân của con trong suốt 18 năm qua. Con cảm ơn ba mẹ vì đã luôn tôn trọng chính kiến của con. Ba mẹ luôn cùng con trải nghiệm và khám phá nhiều điều thú vị. Con rất hạnh phúc khi được trò chuyện với ba mẹ một cách cởi mở. Cả con thấy quan điểm trái chiều do khoảng cách thế hệ không khỏi trong một gia đình, nhưng việc các thành viên trong gia đình mình đều thể hiện sự tôn trọng, cởi mở, kiên nhẫn là điều con thấy rất may mắn có được ở nhà. Con biết ơn và trân trọng vô cùng những điều ba mẹ đã làm cho con, và đó là cơ hội để con phát triển hết khả năng của bản thân. Mai này khi con bước vào một vùng trời mới, con sẽ theo đuổi ước mơ của riêng con và con sẽ kiếm tiền dẫn ba mẹ đi du lịch nhiều. Yêu ba mẹ rất nhiều, con gái ba mẹ, Tùng Chi.
Chào ba mẹ, là Thảo Nhi đây. Hôm nay lễ trưởng thành của con nè. Thiệt là khó tin là con đã hoàn thành chặng đường 12 năm học phổ thông của mình. Mới ngày nào con còn không dám rời vòng tay của bố mẹ để đi học mẫu giáo. Vậy mà bây giờ con phải sắp rời xa ba mẹ để bước trên một chặng đường mới rồi. Con muốn cảm ơn ba mẹ đã nuôi lớn, dạy bảo con, chịu đựng sự nhõng nhẽo của con. Con đi học rồi, không có ai ở nhà nhõng nhẽo nữa, chắc ba mẹ sẽ buồn lắm. Nhưng mà bố mẹ đừng có lo, con sẽ không quên gọi điện cho bố mẹ mỗi ngày. Con yêu bố mẹ rất nhiều luôn. Hoàng Thảo Nhi. Con là Thái Bảo đây. Bước vào môi trường mới, con sẽ gặp nhiều thách thức hơn và con sẽ có nhiều người đồng hành mới hơn. Thú thật là con cũng rất là lo lắng, nhưng mà ngẫm lại thì con có gia đình, có mẹ, có em, có bà, những người sẽ luôn ủng hộ con. Con muốn cảm ơn mẹ, con của mẹ không phải là người giỏi văn, nên đọc mấy cái trên chắc mẹ cũng mắc cười lắm. Nhưng mà con mong mẹ bỏ qua, mẹ đã đồng hành cùng con được 19 năm, lâu hơn bất kỳ ai hay thứ gì trên cuộc đời này. Con cảm ơn mẹ đã đồng hành và hỗ trợ con trên chặng đường trưởng thành. Con yêu mẹ, Thái Bảo. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là con sẽ kết thúc 12 năm đồng hành cùng Việt Úc. Ngoài những kiến thức và những điều ứng xử, con học cách chia sẻ, con học cách yêu thương những người xung quanh. Và quan trọng nhất, con muốn dành lời cảm ơn đến mẹ của mình, người đã cho mình cơ hội được học tập trong môi trường tốt như thế này. Để có thể cho con học tại đây, con biết mẹ đã phải làm việc rất vất vả. Tuy vậy, mẹ chưa một lần than phiền hay tỏ mẹ mệt mỏi. Mẹ cũng luôn đồng hành cùng con trong suốt 18 năm qua, yêu thương con vô điều kiện. Mặc dù nhiều lúc con vẫn còn ngỗ nghịch và không vâng lời. Và con muốn nói rằng con yêu mẹ rất nhiều. Phương Anh gửi đến mẹ. Gửi ba mẹ kính yêu của con. Con viết lá thư này để cảm ơn ba mẹ từ tận đáy lòng vì đã sinh ra và nuôi dưỡng cho con được khôn lớn, ăn học như ngày hôm nay. Từ những ngày con chỉ là một đứa trẻ vừa mới ra đời và giờ có ba mẹ quan tâm chỉ dạy, con đã trưởng thành và chuẩn bị hoàn thành 12 năm học của mình. Sắp tới phải bước vào đại học và không còn được ở cạnh ba mẹ nữa. Đó có thể là thời gian khó khăn cho con, nhưng ba mẹ hãy đừng lo lắng vì con sẽ làm tốt. Con chúc ba mẹ vui vẻ, sống thật hạnh phúc, vẫn yêu thương con nhé. Con trai cưng của ba mẹ, Đặng Tuấn Kiệt. Và một lần nữa chúng con xin cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Thank you, Miss Ding, for assisting us in the last performance. Thank you, Cường Phúc, for the emotional performance. Xin được cảm ơn cô Tiên đã hỗ trợ chúng con trong tiết mục vừa rồi và cảm ơn phần nhìn cũng vô cùng xúc động của bạn Cường Phúc. Và cũng có những bạn sẽ đi du học, bắt đầu cuộc sống tự lập ở một phương trời mới. Chúng con rồi sẽ sải cánh tới tiếng trời bao la mà ở đó không có sự chăm sóc, chỉ bảo của ba mẹ nữa. Nhưng ba mẹ hãy yên tâm, chúng con sẽ cố gắng sống thật tốt để ba mẹ được tự hào về những đứa con của mình. Dear parents, for us to stand here today, mature, confident and full of happiness in this world. This is all thanks to the hard work and sacrifices of our parents. We all know over the past 18 years, there have been so many times when we have made our parents worry because of our foolishness. However, our parents are always loving and forgiving. 18 years of hardship that our parents have been through. So today we would like to express our gratitude and love towards them through these beautiful flowers and gifts we have prepared. Kính thưa cha mẹ, để có được chúng con của ngày hôm nay trưởng thành tự tin và đầy hạnh phúc trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời là bao nhiêu vất vả, lo toan và hy sinh của cha mẹ. Chúng con biết 18 năm qua không ít những lần chúng con đã làm cho ba mẹ lo lắng và buồn phiền về những nông nỗi của chúng con. Thế nhưng ba mẹ vẫn luôn yêu thương, bao dung và tha thứ. 18 năm là biết bao gian khó, vất vả cha mẹ đã trải qua. Ngày hôm nay, chúng con xin dành tặng những bông hoa tươi thắm, những món quà nhỏ để thể hiện lòng biết ơn và tình yêu gửi đến ba mẹ. 12 years ago, our parents graciously took us by the hand, leading us into our first day of school. And today, we would like to return the favor by holding your hands while stepping on the stage to mark our growth together. 12 năm trước, ba mẹ đã ân cần dắt tay chúng con bước vào cổng trường vào ngày đầu tiên đi học. Và cũng như ngày hôm nay, chúng con sẽ được nắm tay ba mẹ bước lên sân khấu để cùng ghi dấu cho sự trưởng thành của chúng con. Ngay sau đây, kính mời và phụ huynh của và của học sinh các em sau tiến lên sân khấu ạ. Xin mời phụ huynh và học sinh Triệu Ứng Kỳ, Nguyễn Hoàng Thiên Kim, Nguyễn Vương Tuệ Nhi, Nguyễn Phan Thái Bảo và Nguyễn Nhật Hồng Anh
đến nắm tay ba mẹ và chúng ta cùng tiến lên sân khấu tri ân của mình.
xin được cảm ơn quý ba mẹ và xin được cảm ơn tất cả các con. Sau đây cô xin được mời lên sân khấu ba mẹ và các bạn sau: Trần Tú Hoa, Huỳnh Gia Hưng, Lê Phương Thanh, Nguyễn Lê Thụy Lan và Nguyễn Lê Hoàng Linh. Không chỉ là người sinh thành mà còn là một người thầy, người cô, một người bạn của tất cả chúng con. Ba mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con về mọi mặt, là nguồn động viên, là chỗ dựa diệu kỳ để chúng con thực hiện ước mơ hoài bão cuộc đời của mình. Ba mẹ cũng là bến bờ bình yên nhất cho chúng con sau những vấp ngã trong cuộc sống. Chúng con có thể tự tin vững bước trên đường đời là vì chúng con biết lúc nào chúng con có ba mẹ ở bên. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều vì tất cả những gì ba mẹ đã dành cho chúng con. Một cái ôm thật chặt để thể hiện lòng tri ân với ba mẹ mình nè các con ơi. Những giây phút này ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp cho gia đình của chúng ta. Cảm ơn ba mẹ đã vất vả vì mình trong suốt 18 năm qua. Và sau đây cô xin mời ba mẹ và các bạn Nguyễn Thị Ngọc Ngân, Lê Phương Nghi, Nguyễn Cường Phúc, Nguyễn Bình Minh Trí và Nguyễn Ngọc Vân. Đồng hành với chúng con trong bất kỳ lúc nào và hãy dành cho ba mẹ những món quà tri ân, những bó hoa tươi thắm. Sẽ là đây chính là lời cảm ơn mà chúng con muốn dành cho ba mẹ cho những vất vả của ba mẹ trong suốt những năm qua. Các con hãy dành cho ba mẹ của mình một cái ôm thật chặt đi nào. Đây là những hình ảnh vô cùng đẹp, tất cả sẽ là một ký ức vô cùng đẹp cho tất cả chúng ta. Xin được cảm ơn quý ba mẹ và xin chúc mừng tất cả các em. Không khí đầy cảm xúc này, có lẽ quý ba mẹ cũng có đôi lời muốn chia sẻ với chúng con. I would like to invite Lynn's parents to come on the stage and to share a few words of advice and encouragement in our coming of age ceremony today. Và con xin kính mời phụ huynh của bạn Hoàng Linh sẽ có đôi lời dặn dò chia sẻ cho buổi lễ tri ân trưởng thành của chúng con ngày hôm nay. Kính thưa quý ban giám hiệu, quý thầy cô, cán bộ, công nhân viên, kính thưa quý phụ huynh cùng toàn thể các con học sinh thân mến, tôi xin tự giới thiệu, tôi là mẹ của bé Nguyễn Lê Hoàng Linh, học sinh lớp 12B5. Hôm nay trong buổi lễ tri ân này, tôi xin phép được chia sẻ một số cảm xúc của mình. Tôi có hai người con, và với cái sự uy tín của nhà trường và với niềm tin tưởng của gia đình đối với nhà trường, cho nên hai con tôi đã gắn bó với nhà trường suốt từ những năm mầm non cho mãi đến bậc trung học lớp 12. Hôm nay thì đã lớn, nó đã tốt nghiệp đại học RMIT và đã đi làm ở một công ty quảng cáo quen thuộc trong thành phố mình. Bé nhỏ thì nó sẽ tiếp tục hành trình giống như anh của nó. Bởi vì việc Úc đã đem lại cho cái sự tin tưởng của gia đình tôi, bởi vì quý thầy cô, quý cán bộ công nhân viên đã luôn tận tâm, tận tình, đầy nhiệt huyết, đã dạy cho con tôi những cái bài học, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, đặc biệt là truyền lửa cho nó có cái sự kỹ năng sống thật là tốt để mà hành trang cho nó đi tiếp chặng đường tiếp theo. Không biết nói gì hơn, thay mặt cho gia đình nhỏ của mình nói riêng
và các bậc phụ huynh nói chung, xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất, một lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng đến tất cả quý cán bộ công nhân viên nhà trường, quý thầy cô đã đồng hành cùng các con tôi suốt chặng đường dài. Hôm nay thì trong buổi lễ tri ân này, cũng như là cái buổi chuẩn bị kết thúc năm học cũ, chào đón mùa hè mới, thì tôi xin kính chúc quý nhà trường luôn luôn là phát triển rất là nhiều. Kính chúc quý thầy cô, quý cán bộ công nhân viên, quý phụ huynh được dồi dào sức khỏe, được nhiều may mắn, được bình an và thành công trong cái cuộc sống của mình. Thương chúc các con có những cái ngày hè thật là vui, khỏe, bổ ích và các con tràn đầy năng lượng để tiếp tục hành trình mới trong cái bậc đại học sau này, để các con tìm kiếm một cái tương lai nó tươi sáng, là một người có ích cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Today's coming of age ceremony is a memorable milestone in our maturing journey, and this is an opportunity for us and our parents to understand each other better. In this moment, we still want to hear more from our parents and also the students sitting here. Is there anyone who wants to share a few words? Buổi lễ tri ân trưởng thành ngày hôm nay là cột mốc đáng nhớ trong hành trình của chúng con và cũng là dịp để chúng con được lắng nghe ba mẹ nhiều hơn. Và vì vậy, giờ phút này chúng con vẫn muốn nghe quý ba mẹ chia sẻ thêm vài điều. Kính mời quý ba mẹ. Dạ, xin được gửi lời cảm ơn một lần nữa đến mẹ của Hoàng Linh đã có những chia sẻ vô cùng chân thành đến thầy cô và nhà trường Việt Úc trong buổi lễ tri ân trưởng thành của các con ngày hôm nay. Và trong giờ phút này đây, có lẽ là quý anh chị, quý ba mẹ ngồi đây vẫn có nhiều điều muốn chia sẻ hơn với các con. Thì kính mời quý anh chị giơ tay và em sẽ chuyển mic đến. Yeah. Xin chào các phụ huynh, các con và các thầy cô giáo. Thì tôi xin phép nhà tôi tên là Kiên. Hiện tại nhà có 4 bạn ở Úc và bà xã đang mang bầu bé thứ 5. Và cũng chắc chắn là cũng sẽ học Việt Úc. Thì Ben, tôi là một phụ huynh của Ben, thì trong thời gian vừa rồi cũng rất là đồng hành cùng con, và chúng tôi sẽ có rất nhiều điều muốn cảm ơn các thầy cô và thầy cô Cambridge. Thì xin phép cho em được nói một câu với các thầy cô. Teachers, I don't know how to say, but today is very special day for our son, our children. Ben is our son, as you know, and we together to help him to grow up until today, and also another student. And you help and you teach, and you see that the result is happening today. And on behalf of our parents, the parents would like to say thank you very much for your assistance, our students during the journey. I don't know how to say more, but because my English is not so good as well. Và cũng rất là trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường cũng đã giúp đỡ gia đình cũng như là tất cả các phụ huynh ở đây trong những thời gian cũng rất là khó khăn. Thì gia đình mình cũng có 4 con học ở đây, có những lúc không phải lúc nào cũng thuận lợi mà cũng rất là khó khăn, nhưng mà nhà trường cũng như các thầy cô cũng đã rất là giúp đỡ trong thời gian vừa rồi. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ba của bạn Nguyễn Ben ạ. Dạ vâng, bên cạnh những lời chia sẻ vô cùng chân thành đến từ ba mẹ, phía chúng con cũng sẽ có một vài bạn muốn nói lên những lời tri ân của mình. Con muốn cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con, đã nuôi con suốt 12 năm học này, mặc dù con chưa làm được gì cho ba mẹ hết.
có lúc những cái lúc điểm số của con không được như ý muốn, không bằng bạn bè, nhưng mà ba mẹ không bao giờ so sánh con với những bạn khác. Ba mẹ là cung cấp cho con những cái luôn luôn dành cho con đồ ăn tốt nhất, không bao giờ để con thiệt thòi, và luôn luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con. Con mong là sau này ba mẹ hãy sống được lâu để là chứng kiến con làm không, và đền đáp lại cho những gì ba mẹ đã làm cho con. Con muốn cảm ơn ba mẹ. Đây là Mai Phương. Mai Phương chắc là bà mẹ Mai Phương cũng sẽ thấy con ở trên đây. Hôm nay Mai Phương rất là tự tin để đứng đây có thể gửi lời tri ân đến ba mẹ. Xin được cảm ơn con. Some of us have spent quite a long time, maybe 3 years, 5 years, or even 10 or 12 years in this beloved second home we call VAS. During this journey of maturity, our remarkable teachers have bestowed upon us invaluable memories that will forever resonate within the depths of our hearts. Kính thưa quý phụ huynh cùng các thầy cô giáo, cha mẹ cho chúng con hình hài, còn thầy cô cho chúng con kiến thức. Trong chúng con có những bạn đã gắn bó với trường 5 năm, có bạn thì 10 năm, có bạn đã hơn 12 năm. Cùng với các bạn của chúng con, thầy cô đã tạo nên một khoảng kiếp thật tuyệt vời với mấy trường Việt Úc. We give our dearest thanks to all the teachers who have dedicated their time in teaching us since the very first lesson, since our very first pen stroke. Thank you for being here with us in our high school years. Chúng con xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã nắn nót dạy chúng con từng nét bút đầu tiên. Cảm ơn các thầy cô đã đồng hành cùng chúng con trong những năm trung học. Và cảm ơn các thầy cô đã đồng hành cùng chúng con ở năm 12 này. And with that, Ngọc Vân and Nguyễn Bên will represent us to say a few words. Và trong tâm tình biết ơn đó, bạn Ngọc Vân và Nguyễn Bên đã thay mặt chúng con gửi đến quý thầy cô đôi lời phát biểu. Xin mời các bạn. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ben, and first of all, I would like to say thank you for my fellow classmates who have chosen me here to, on behalf of class, say a few words to our beloved campus teachers. You know, typically when we finish a chapter or two in school, we'll give you a test. So I want to spice things up. I want to summarize 12 things that I've learned with this for my all the time that I've been in school, and in no particular order of importance. And you might think, who am I to share those things? Well, I don't. All these things, I'm just a keen observer, and if you find any of these things helpful, it is the teachers that are in this room that you should all thank you for, not me at all. Now that's out of the way. Let's go. In first grade, I learned that life has an expirational date. You're not gonna live for long. Shoot for things you're gonna do. Spend the time with the person that you're gonna love, and make it count. In second grade, I learned that families matters. Before you go out into the world and give it all to the world, give your best face, take care of your friend, family. We as a human nature take things that are given for us for free for granted. Our families, our bodies, and our mind. Don't do it. Take care of your families. In third grade, I learned to be kind. In fourth grade, I learned that your past doesn't dictate your future. It is now. That's why it's called present. Do everything will affect your future now. It is now. In fifth grade, I learned that to only control what is controllable. The world is crazy, man. You only control a lot of very limited things. Your mind, your emotions, and your thoughts. Let the world take care of itself. In grade 6, I learned, quote unquote, have you made someone smile today? It's a great thing, because sometimes you just have a bad day. Just make sure that as long as you can still make someone laugh, you are worth living, man. Grade 7, I learned that, what if you're wrong? What if everything you stand for, what if everything you thought was right was wrong? It teaches me the ability of humility and ability to listen, to humble down, to know what I don't know and say so. In grade 8, I learned that you can't do it alone. Whatever you need to do, we are a social animal. We need each other. But they're saying,
Don't go to the grocery store when you're hungry. You end up picking the wrong thing. So don't settle to the relationship when you're just because you're lonely. You're gonna end up choosing the wrong one. Grade 9, I learned that to start with X, to solve for X, you need to start with Y. There is an infinite amount of X in this world, and people just get sucked into solving all the X, but they forgot to start with Y. Why they are here, the purpose they are having in this world, what mission they are. They should do find that and build their world around it. Grade 10, I learned that asking for help is not a sign of weakness. It is you refusing to give up. Grade 11, I learned that you are your greatest enemy. There's this quote I love, all the gods, all the heavens, and all the hells are within you. Grade 12, I learned that nothing lasts forever. The good, but also the bad, withstand the storm, and after all, the most important thing is you taking a lesson from it. That's the most important thing. Now that's all the way. Let's go with me to a train of memories to all the good things that happened throughout our years. Ms. Lana, we will miss your self-study room. Thank you for teaching us the power of being kind. Mr. Gaston, we will love your art. We will miss your art and your music and all your crazy videos. Thank you for teaching us the power of taking care of the small things in the world. Sometimes it's just all that matters. The magic of the little things. Ms. Gordon, you have led an inspirational life. Thank you for teaching us the power of openness. It's sometimes that is the only way for you to get things out of your head and do what's important to you. Ms. Hema, you are a very dedicated teacher and very thoughtful one. Thank you for teaching us the power of listening to others and being having passion for what you do. Mr. Jared, we will miss your British humor and professionalism. Thank you for teaching us the power of dedication. Mr. Pierce, you are very dedicated teachers, a very thoughtful ones also. Thank you for teaching us the power of passion. Mr. Aurad, we will miss your natural and your life experience as well. Somehow those two things blend together really, really well. Thank you for teaching us the power of dedication as well. Mr. Alex, vibrant word essays, and how you doing, mate? We'll miss that a lot. You also promote independence and critical thinking. Thank you for teaching us the ability to believe in yourself when you need it the most. Mr. Scott, you've always promote curiosity and the thirst for knowledge. Thank you for teaching us through humility, the being, the power of knowing what you don't know and say so. Mr. Mark, thank you for teaching us the power of knowledge. It is what binds us together, make relationship grow, and make the world a better place. Thank you for teaching us the power of being patient. Some of us may be very hard to teach, but you did it well. Finally, Mr. Ian, you are very dedicated and thoughtful teachers. Thank you for teaching us the power of pursuing the excellence. And also, I would like to say thank you to a very special man, Mr. Min. You've been with us a long time, since grade 9 for me, and you've been a great teacher in life experience. Thank you for giving us the gift of being taught by great teachers. Also, I would like to say thank you to all the administration of office people, Ms. Yi, Ms. Yin, and also the management team who take care of us physically and mentally. Some final thoughts. What's happening here is just the beginning. You must write your own story now. And I guarantee you there will be challenges, there will be setbacks, there will be hard times. Just keep in mind that the obstacle is the way. Thank you and enjoy the rest of the ceremony.
Chồng xin thân mến, thật vinh dự cho con khi được đứng dưới mái trường BAS vào những giây phút này. Xin thay mặt các bạn lớp 12B5 và 12B6 gửi đến những lời tri ân đến thầy cô kính yêu của chúng con ạ. Thời gian trôi qua thật nhanh. BAS là nơi chúng em đã khôn lớn và trưởng thành. Từ những ngày đầu còn mở ngỡ bước chân vào trường mà nay đã phải chia tay rời xa môi trường mến yêu này. Trong tất cả chúng em ở đây, có các bạn đã gắn bó với BAS cả 10 năm, 12 năm và thậm chí còn hơn như thế nữa. BAS trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng em, nơi chúng em cất giữ bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu nỗi buồn và bao nhiêu hạnh phúc với thầy cô và bạn bè. Chúng em sẽ luôn nhớ những tiết học vật lý với những bài học đầy khéo léo và logic từ cô Lan Anh, sẽ nhớ mãi những bài học thật là sống động, những quan điểm nhân văn từ các tác phẩm văn học như là Chủ người của tàu hay Vợ nhạc hay là Thằng đẻ Santa từ cô Tiên và cô Trâm. Sẽ luôn nhớ những tiết học địa lý, những tiết học công dân và tiết học lịch sử đầy hào hùng từ cô Nguyệt, cô Ngọc và cô Linh. Sẽ luôn nhớ những chuyên đề sinh học đầy lý thú và thế giới hóa học diệu kỳ từ cô Trâm ạ. Tất cả những thầy cô đã đồng hành cùng chúng em như là cô Dung, thầy Quang, cô Trâm, cô Lan Anh, cô Bích, cô Tiên đã giúp chúng em nhìn ra thế giới, nhìn về đất nước ta, nhìn về con người Việt Nam ta thật nhiều từ nhiều khía cạnh và thật đẹp, thật đa dạng và phong phú. Và cùng với đó còn rất nhiều thầy cô đã đồng hành cùng chúng em từ thời còn học là học sinh cấp lớp 1 cho đến tận 12 năm nay. Em xin cảm ơn rất nhiều. Và không thể thiếu thầy Ảnh, người thầy giám thị của chúng em. Mà mặc dù thầy là thầy giám thị không buộc giảng, chẳng có bảng hay là bàn ghế, nhưng thầy đã góp phần rất lớn tạo nên những giờ giải lao, những trận bóng bàn thật là vui vẻ và đầy năng động. Chúng em biết rằng thầy cô đã rất vất vả sau những tiết dạy dài và vẫn hay thất vọng về sự vướng vĩnh và không làm bài của chúng em. Nhưng chúng em cũng luôn biết ơn về sự nhiệt huyết và ân cần và dạy dỗ của thầy cô dành cho chúng em ạ. Nhiều lúc chúng em chùn bước thì thầy cô là người động viên ở phía sau hỗ trợ và ủng hộ chúng em hết mình. Và đôi khi chúng em cảm thấy mệt mỏi, chán nản và nhiều áp lực từ thi cử và bài tập thì thầy cô là người đã dẫn dắt chúng em, cho chúng em thêm nhiều động lực và nghị lực trong cuộc sống để hoàn thành bài tập và bài thi tốt nhất. Nói đến đây, em xin dành lời cảm ơn sâu sắc, trân trọng cảm ơn tới thầy cô, tới quý thầy cô. Xin cảm ơn các thầy cô trong ban quản lý, các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường đã đồng hành, giúp đỡ và trân trọng để giúp cho chúng em có một hành trình thật đẹp tại BAS như ngày hôm nay. Chúng em cũng xin cảm ơn tới các cô chú nhân viên, các cô giáo vụ, các chú bảo trì, các chú bảo vệ và các cô bảo mẫu đã luôn tận tâm chu đáo chăm sóc cho chúng em trong những tháng này qua ạ. Và một lần nữa, chúng em xin hứa là chúng em sẽ học tập thật tốt, thật tài giỏi và đạt khá nhiều thành công cuộc sống để xứng đáng với sự mong mỏi và kỳ vọng của thầy cô dành cho chúng em. Và dù trong mai này khi bước ra ngoài đời, chúng em có gặp nhiều khó khăn, thử thách hay là gian nan có thể khiến cho chúng em buồn ngã, nhưng chúng em xin thể vững tin bước đi, vì chúng em ở đây tại VAS sẽ có nhiều người thầy người cô vẫn luôn ủng hộ theo dõi và động viên chúng em hết mình ạ. Em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Emotional speeches. Cảm ơn bạn Hồng Vân và Nguyễn Ben với lời phát biểu đầy chân thành đó. Now we would like to invite to the stage the teachers in the board of directors and all the teachers present in this hall. Dạ, trong tâm tình tri ân đó, chúng con xin mời lên tất cả các thầy cô đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay cùng bước lên sân khấu để chúng con có thể bày tỏ tấm lòng của mình. Con xin mời thầy cô. Có một lần thật bất chợt, tôi được nghe một bài hát. Bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò.
Sao giữa dòng đời bươn chải bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. Lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời. Dẫu đêm hay sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em sinh ở đây thì hình ảnh người giáo viên chủ nhiệm là em đây thì rất là quen thuộc quá rồi, bởi vì đã đối với 12B5 thì cũng đã 2 năm gắn bó, và đối với 12B6 thì là 3 năm tròn. Và chúng ta đã cùng nhau đi qua một chặng đường với nhiều biến động của thời cuộc, những năm đại dịch Covid, những cái nỗi lo riêng và những niềm vui chung chúng ta cùng nhau san sẻ. Và thật may mắn là ngày hôm nay chúng ta ngồi đây hạnh phúc và bình an. Em xin được cảm ơn quý ba mẹ đã luôn đồng hành với cô trò với trường Việt Úc trong suốt nhiều năm qua. Và những lời sau đây thì cô xin được gửi tới các em học sinh lớp 12B5 và 12B6. Cách đây mấy ngày thì cô có họp phụ huynh, thì cô có được biết từ mẹ của một người bạn á, ngày xưa khi mà bạn chọn trường để vào lớp 1 thì bạn nặng nặc là đòi vào Việt Úc, bởi vì chỉ một lý do đơn giản là bạn thích chiếc áo màu đỏ đồng phục của trường Việt Úc. Và đến ngày hôm nay thì bạn đã có 12 năm để gắn bó với đồng phục của trường Việt Úc. Và cô tin rằng đến ngày hôm nay thì niềm yêu thích của bạn không chỉ là chiếc áo màu đỏ đồng phục quen thuộc, mà còn có thầy cô, bạn bè thân thương và lớp học bình yên của con. Và tất cả những điều này sẽ là một kỷ niệm đẹp, một ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời của con. Và khi chúng ta chuẩn bị cho buổi lễ tri ân và trưởng thành ngày hôm trước, cách đây cũng một tháng, thì có một bạn trong lúc chuẩn bị những cái kế hoạch này, khi chúng ta phân công làm nhiệm vụ á, thì bạn cũng có hỏi cô là trong cái lễ tri ân trưởng thành này, nhà trường có cho mình giấy chứng nhận trưởng thành không? Thì chắc chắn là sẽ không có bất kỳ một tờ giấy nào để chứng minh hay là công chứng chứng nhận cho cái sự trưởng thành của các con cả. Sự trưởng thành của các con được thể hiện trong lời nói, trong cách cư xử hàng ngày, trong cách các con đối xử với cha mẹ, với người thân, cách các con cân bằng những mối quan hệ xã hội và những mối quan hệ thân thuộc. Và cô tin là với những năm học dưới mái trường Việt Úc, khi chúng ta duy trì lối sống well-being trong nhiều năm qua, và chúng ta cân bằng được thể chất và tinh thần, chúng ta cân bằng được sức khỏe, chúng ta biết trau dồi kiến thức, chúng ta biết trau dồi những năng lực của mình, nhưng mà chúng ta cũng kiểm soát được cái cảm xúc và tâm lý của mình. Với tất cả những điều đó thì cô tin là chúng ta sẽ trưởng thành mỗi ngày. Và có lẽ là ngày hôm nay khi chúng ta, khi ba mẹ của chúng ta chứng kiến sự chuẩn bị của chúng ta, từ những cái bản standee, các bạn trang trí rất là đẹp mắt, từ những thiết kế sân khấu, những cái backdrop ở ngoài check-in,
từ những món quà mà các bạn chuẩn bị cho ba mẹ, từ những kịch bản, những tiết mục văn nghệ sắp tới đây, từ cách mà các bạn dẫn chương trình hay là cách mà các bạn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, thì trong ngày hôm nay, trong mắt thầy cô, trong mắt ba mẹ, tất cả chúng ta đã thực sự trưởng thành. Và cô mong rằng là dù ở một cái hành trình mới rộng lớn hơn, thì các con cũng duy trì lối sống well-being mỗi ngày của mình. Các con biết cân bằng giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Các con biết cách nhận lấy, và các con biết cách cho đi, biết chia sẻ, biết yêu thương. Và cô tin là với một master được hình thành bởi lối sống well-being và một master hạnh phúc, thì chắc chắn các con sẽ thành công và sẽ vững vàng trước những cái khó khăn và thử thách trong cuộc đời. Và một lần nữa, em xin được gửi lời cảm ơn đến quý ba mẹ, quý thầy cô đã đồng hành cùng thầy cô trò của lớp 12B5, 12B6. Xin chúc mừng ba mẹ, chúc mừng quý thầy cô đã hoàn thành xong một chuyến đò. Chúc mừng tất cả các em, chúc mừng tất cả chúng ta vì ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Chúng con xin cảm ơn cô Tiên vì những lời chia sẻ hết sức chân thành vừa rồi. Ladies and gentlemen, here's the prize musical performance that Mr. Gordon and Mrs. Stewart have prepared for our ceremony. Please enjoy with us. Kính thưa quý vị và các bạn, ngay sau đây là tiết mục văn nghệ bất ngờ mà các thầy cô Cambridge sẽ chuẩn bị cho lễ trưởng thành của chúng con. Con xin kính mời thầy Stewart và thầy Gordon bước lên sân khấu. Do you know what it is? Yeah? Okay, are you ready? Okay. Guys at the back, there's one piece of advice I would give you. Don't get to the end of your life and think, I wish I'd done that. Just do it. Don't think about it, just do it. But it's been a pleasure to have your company for the past 9 months. It's a shame I've only known you for that length of time. But thank you.
lovely performance. And now the students will go and prepare their special outfits for today's ceremony and will return in a few minutes. Meanwhile, teachers and parents can enjoy our little tea break. Kính thưa quý phụ huynh và quý thầy cô giáo, ngay bây giờ chúng con sẽ ra ngoài để chuẩn bị những bộ trang phục đặc trưng cho buổi lễ ngày hôm nay. Chúng con sẽ quay trở lại trong ít phút nữa. Cứ mời quý vị phụ huynh và quý thầy cô giáo giải lao và dùng tea break trong giây lát. But not least, to create such meaningful events, the invitation card was designed by Thảo Mẫn, Tuệ Nhi and Ngọc Hân. The idea of producing the program today was made by Thảo Nhi, Phương Nhi, Hoàng Linh, Thái Bảo. Minh Trí and Tùng Chi made the MC script. Thảo Nhi, Vân Hảo, Nguyễn Bem, Ngọc Vân, Tùng Chi and Thái Bảo were responsible for the gratitude towards parents and teachers. Video and photos were all taken by Hoàng Linh and Phương Anh. Philem and Gufuk are responsible for the technical part, and there are so many more hidden efforts being invested in this moment. Thank you to all of you. Together, we have made amazing memories. Xin được bật mí với ba mẹ, tấm thiệp mời gửi về và backdrop sân khấu. Backdrop bên ngoài là do bạn Học Anh và Tuệ Nhi Ngọc Ngân thiết kế. Ý tưởng thực hiện chương trình hôm nay là do các bạn Thảo Nhi, Phương Nghi, Hoàng Linh, Thái Bảo cùng suy nghĩ và xây dựng. MC script do bạn Minh Chí và Tùng Chi viết. Bạn Thảo Nhi, Vân Hảo, Nguyễn Ben, Ngọc Vân, Tùng Chi và Thái Bảo phụ trách phần chiên ba mẹ và thầy cô. Các video hình ảnh do bạn Hoàng Linh, Phương Anh thực hiện. Phần kỹ thuật âm thanh do bạn Thủy Lam, Cường Phúc phụ trách. Và còn rất nhiều nữa những công việc thầm lặng khác mà mỗi thành viên trong lớp chúng con. Cảm ơn tất cả các bạn. Cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên những kỷ niệm thật tuyệt vời.
Ngoài ra, chúng con cũng xin lời cảm ơn đến tất cả các cô giáo vụ, các chú bảo vệ, bảo trì, các cô bảo mẫu đã hỗ trợ chúng con rất nhiều để buổi lễ được diễn ra thành công và tốt đẹp. Ladies and gentlemen, the coming of age ceremony for 12B5 and 12B6 students for the year 2022-2023 is coming to an end. We would like to thank our parents for taking the time to join us. Thank you teachers and thank you all. We would like to wish parents and teachers to always have a good health, happiness and success. Wishing all our friends, wherever you are, to always be happy and always remember each other. Goodbye! Kính thưa quý vị, chương trình lễ tri ân và trưởng thành lớp 12B5, 12B6 năm học 2022-2023 đến đây là kết thúc. Chúng con xin cảm ơn ba mẹ đã dành thời gian để đến với chúng con. Chúng con cũng cảm ơn quý thầy cô đã hiện diện và cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chúc cha mẹ, các thầy cô luôn được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc những người bạn của mình, dù đang ở đâu, vẫn luôn sẽ hạnh phúc và hãy luôn nhớ về nhau các bạn nhé.